Vâng, xin được chào mừng quý vị trở lại với kênh của Alo Xe, Alo Car. Mình là Đinh Sĩ Chí Anh, Chí Anh, Honda Auto Bình Dương. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới tham quan một vòng nơi mình làm việc là đại lý Honda Auto Bình Dương Thuận An, tọa lạc trên đại lộ Bình Dương, đoạn đường giữa siêu thị Ion Mall và ngã tư cầu Ông Bố. Honda Auto Bình Dương được thành lập và khai trương cuối năm 2015, đến nay là đã hoạt động hơn 8 năm với gần 20.000 xe được bán ra trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương. Thì vậy Honda Auto Bình Dương sẽ có những gì? Mời các bạn đi theo mình. Chúng ta đang đứng ở đây là quầy showroom trưng bày xe được thiết kế theo tiêu chuẩn mới của Honda Việt Nam. Đây là chiếc Honda BRV giá niêm yết 775 triệu cho phiên bản L cao cấp, 661 triệu cho phiên bản G nhập khẩu nguyên chiếc với ra mắt ngày 4 tháng 7 năm nay. Đây là chiếc Honda Accord. Honda Accord thì nó chỉ có một phiên bản thôi, giá niêm yết là 1 tỷ 329 triệu, lăn bánh cũng tầm rầm đó bởi vì nó đang được khuyến mại rất chi là nhiều. Honda City phiên bản mới 2023 cũng ra mắt ngày 4 tháng 7 cùng ngày với BRV. City sẽ có giá là 559 triệu cho phiên bản G, 589 triệu cho phiên bản L và 609 triệu cho phiên bản RS. Đối với màu đỏ của phiên bản L và phiên bản RS sẽ cộng thêm 5 triệu. Giá lăn bánh thì quý vị vui lòng liên hệ hotline ở bên góc này. Honda CR-V ở đây là phiên bản G, nhìn qua phân biệt bằng cái đèn sương mù. Phiên bản G sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 048 và hiện tại đang được khuyến mại lên tới 150% thuế trước bạ, tặng bảo hiểm và nhiều quà tặng khác lên tới khoảng gần 200 triệu lận. Đùa thôi, ít hơn một chút. Honda Civic phiên bản G. Phiên bản G có giá niêm yết là 775 triệu cho màu trắng và 770 triệu cho màu đen và màu xám. Honda Civic có thêm một phiên bản mới nữa là phiên bản cao, không phải là phiên bản mới, phiên bản cao là Honda Civic RS có giá niêm yết là khoảng 875 triệu, cao hơn đúng 100 triệu so với phiên bản G. Tuy nhiên thì phiên bản RS đang được Honda và đại lý hỗ trợ lên tới 50% thuế trước bạ cộng với bảo hiểm và nhiều chương trình khuyến mại khác nên giá lăn bánh nó chỉ chênh lệch với bản G khoảng 5-60 triệu thôi. Honda HR-V phiên bản G là phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản G có khoảng thoáng gầm xe lên tới 196mm, cực kỳ cao và thoáng. Giá lăn bánh chỉ đâu khoảng hơn 700, dưới 800. Xin mời quý vị chúng ta cùng vào phần phòng chờ để tham quan. Ở đây là quầy nước Lễ Tân. Đến với Honda Auto Bình Dương, quý vị tham quan xe hay đến bảo dưỡng, bảo hành, làm bảo hiểm thì cà phê, nước ngọt hoàn toàn miễn phí. Thậm chí buổi trưa nếu mà chúng ta vẫn đang phải chờ đợi thì chúng ta có phòng ngủ, có ghế massage. Đây là phòng chờ của khách hàng. Những khách hàng này thì đang lên để chờ làm bảo dưỡng. Đây là phần phòng chờ của khách hàng. Chúng ta lên tới Honda Auto Bình Dương thì chúng ta vẫn có thể làm việc, giải trí, nghỉ ngơi. Còn đây là phòng nghỉ buổi trưa. Có bánh kẹo, trà nước, chăn gối. Đây là khu vực làm dịch vụ. Chúng ta sẽ đi từ lối vào, đi thẳng vô. Sẽ có các bạn nhân viên cố vấn, chúng ta sẽ nhận xe của quý khách hàng ngay từ cổng vào. Bảo vệ sẽ hỏi thăm quý vị tới xem xe hay là quý vị tới bảo dưỡng. Rồi sẽ có các anh cố vấn, anh điều phối, anh ông đỏ đó, anh sẽ chạy ra ngay ngoài cổng để nhận xe của quý vị. Quý vị làm bảo dưỡng hay làm bảo hiểm, anh sẽ phân phối, điều phối các anh cố vấn dịch vụ nhận xe, thao tác trên hệ thống và tư vấn cho các quý khách hàng. Đây, xe đang ở bước tiếp nhận. Anh cố vấn đang kiểm tra xe và tư vấn cho khách. Còn ở đây là phòng làm việc của các anh cố vấn cùng với bên bộ phận khai báo bảo hiểm. Khách hàng tới làm bảo hiểm thì có thể vô ngồi máy lạnh uống nước. Các chị bên bộ phận tư vấn bảo hiểm sẽ hướng dẫn được khách hàng những cái kinh nghiệm và những cái cách mà khai báo bảo hiểm có lợi nhất. Vâng, xin mời quý vị chúng ta vô với khoang sửa chữa.
Đây là khu vực khoang sửa chữa dành cho khách hàng có hẹn, nghĩa là khách hàng đã đặt hẹn trước trên app My Honda hoặc khách hàng gọi trực tiếp tới hotline của phòng dịch vụ Honda Auto Bình Dương hoặc khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn bán hàng thì chúng em sẵn sàng đặt lịch cho khách hàng để khách hàng có thể tiết kiệm thêm một thời gian khi mà lên làm bảo dưỡng, lên sửa chữa khách hàng có hẹn. Nên quý vị đã mua xe ở Honda Auto Bình Dương, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với bạn nhân viên tư vấn bán hàng đã bán xe cho mình, bảo chị anh ơi đặt giúp anh cái lịch bảo dưỡng ngày mai 8 giờ anh lên. Ok, sẵn sàng. Đây là khu vực sửa chữa nhanh, khoang bảo dưỡng và sửa chữa. Còn ở bên này là khu vực thay lốp và cân bằng động hoặc khu vực sửa chữa chung. Ở bên trên lầu thì do thang máy đang đợi xe chưa tiện lên lắm thì trên lầu sẽ có các vùng sửa chữa đồng sơn. Sau khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng hoàn tất thì khách hàng được rửa xe hoàn toàn miễn phí. Tới với Honda Bình Dương, tới xe bụi không quan trọng, khi xe về luôn mới như mới. Chúng ta vào từ cổng vào, đi một vòng đầu kia, các bạn thao tác xong, khi nhận xe chúng ta sẽ ra đây. Vậy là chúng ta đã đi một vòng chung quanh khu vực sửa chữa, chúng ta sẽ ra trực tiếp ở cổng ra. Vâng, ra trực tiếp ở cổng ra. Đây là khu vực khoang giao xe mới. Mấy lần quý vị xem những clip em giao xe thì đã thấy rồi, đây là khu vực giao xe. Đây là phòng thu ngân dịch vụ. Ở trước này là những cái xe mà khách hàng đã làm bảo dưỡng hay đang làm bảo hiểm và đang chờ đợi. Đây là khu vực xe chờ của khách hàng ở phía trước này. Thậm chí có nhiều hãng xe khác như Toyota, Hyundai hay là Ford, em thấy cũng hay có khách hàng mang xe qua đây làm bảo dưỡng, bảo hiểm. Thì đó cũng là cái điều tự hào của Honda Auto Bình Dương, chứng tỏ là khách hàng của các hãng xe khác cũng tin tưởng cái chất lượng, cái tốc độ và cái giá cả, giá thành của Honda Auto Bình Dương là lựa chọn đúng đắn của họ khi làm bảo dưỡng dịch vụ ở đây. Honda Auto Bình Dương hân hạnh mang tới thị trường Bình Dương khoảng 2.000 xe mỗi năm để phục vụ nhu cầu đi lại, sử dụng, sản xuất của toàn thể quý vị. Quý vị có nhu cầu tham khảo các dòng xe ô tô, đặc biệt là ô tô Honda, vui lòng liên hệ hotline Zalo số 089005 là số của em Chi Anh để được báo giá, tư vấn, trả góp, lăn bánh, thậm chí lái thử tại nhà miễn phí. Vâng, em là Chi Anh, đây là Alo Xe, Aloca. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những cái video sau. Xin chào.